Uh, riêng cái này nghe tất cả những cái bitcoin halving vừa rồi nghe từ 2009 cho tới 2012, 2013 cho tới 2016, 2017 cho tới 2020 lúc nào mà tới cái bitcoin halving á, OK, tới mà gọi là cái cái trước khi cái 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 cái, 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 cái halving xảy ra đúng không? Trước đây là cái, cái đây là cái chỗ này cái vạch vạch vạch, vạch xanh này là, là cái halving là số lượng bitcoin được cắt đi 50% đúng không? À, và lúc nào cũng vậy á, thì người ta bỏ bitcoin của ta lên sàn để người ta bán, nè bỏ bitcoin của ta lên sàn để người ta bán, bỏ bitcoin lên sàn bán ráng ở cái ngay bây giờ thì người ta không có bỏ bitcoin lên sàn để người ta bán, bây giờ người ta khôn ra, người ta có học hơn, người ta có kiến thức, người ta có chất xám về bitcoin, bởi vì vậy người ta không có bỏ bitcoin lên. lên lên người ta bán và người ta biết tất cả những đồng tiền tệ trên toàn cầu 50 năm vừa rồi là tiền giả. Và để nó bỏ lên bàn cân với Bitcoin thì Bitcoin đánh vỡ nó hết. Giữ tiền tệ cũng giống như giữ một cục đá mà cục đá mà uống, uống bia càng ngày nó càng tan và cuối cùng bạn sẽ còn số 0. Có vẻ là những cái tài liệu này bạn, bạn chưa va chạm tới. Năm 2017 cho tới 2021, thằng BlackRock và những cái nền tảng nắm đầu thế giới đứng bên ngoài. Hồi đó giờ người ta chỉ đầu tư vào cổ phiếu của phần thôi, lúa mì, lúa gạo, vân, vân 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 bất động sản chứ không có tiền tử người ta người ta đâu có một chức xám gì về tiền điện tử đâu đúng không okay. thì người ta đứng bên ngoài và người ta thấy những cái nền tảng uh, trong tiền điện tử uh, lời nhuận 1 tỷ này tỷ nọ cũng giống như USdt uh, tether đúng không lời tỷ này tỷ nọ đúng không Thì lời một 000 phần 2 phần trăm thu nhập thì Blackrock với những cái nền tảng cá mập cá voi á nó thèm khác cái cái thu nhập như vậy hồi đó đến giờ nó đầu tư vô cổ phiếu cổ phần á uh, mỗi năm tăng trưởng có mười mấy phần trăm mà là cao rồi là cao rồi đó và nó thấy những cái thằng đó, mấy những cái nền tảng tiền điện tử mới mở ra xong cái nó những cái thằng CEO nó trở thành triệu phú đô la, tỷ phú đô la hết. Ok, à, thu nhập của công ty à, tăng trưởng lên à, vài ngàn phần trăm thì bởi vì vậy nó nhảy vô. Ok. Trước khi nó nhảy vô thì nó mướn những người chuyên gia về tiền điện tử. Ghi ra uh, điều tra, đợt tháng này qua tháng nọ điều tra rồi sau đó những cái người đó ghi ra một cái văn bản 43 trang cái trang thứ 8 thì vừa rồi mình đã chia sẻ cho bạn mình chia sẻ cho bạn cái thông tin rò rỉ đó trước khi tất cả những tờ báo tờ chí tất cả những đài truyền hình những người kol vớ vẩn ngoài xã hội và 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 nói về nó thì mình đã chia sẻ cho bạn rồi có hay không cơ nếu mà những người nào nhớ thì coi kia chỉ có bên dưới cho mình ok, okay. thì cái trang thứ 8 những người chuyên gia đó nói nếu mày muốn ngay bây giờ blackrock có 10.000 tỷ trong tay thì nếu mày muốn có cái thu nhập cao nhất có thể ngay cái thu nhập và gọi là lợi nhuận cao nhất có thể thì mày BlackRock mày phải đầu tư tới 85% vô Bitcoin. Còn 15% kia, 15% kia mày đem đi mày mày chia ra cổ phiếu cổ phần và trái phiếu. Trái phiếu Ok, thì thằng BlackRock Cái đó là cái thông tin rồi để mình đã chia sẻ cho bạn Trước khi bất cứ một cái đứa nào ngoài xã hội trả chia sẻ cho bạn Ok, thì mình chia sẻ cho bạn rồi Thì đây là một những người chuyên gia nó mướn nó trả cả trăm 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 ngàn đô đúng không? Chị không biết triệu đô và bao nhiêu đó, bao nhiêu cái cái lũ này nó ngồi lại nó ghi 43 trang văn bản. Nó đi hết tất cả những cái thứ đầu tư. Nghe cổ phiếu cổ phần vàng, kim cương, bất cứ một cái thứ gì đó nó, nó, nó đi học hết và nó, nó học về Bitcoin luôn. Thì nó nói đầu tư vào Bitcoin, mày muốn tăng trưởng cái tài khoản của mày đúng không? Bỏ 83% vô Bitcoin, còn 15% kia mày chia ra cổ phiếu cổ phần và trái phiếu vậy thôi và chỉ sau khi cái văn bản sau khi nó nó dạy nó Larry Larry Fink là ông CEO của của, của BlackRock bất cứ một ngày nào đó trong tuần ông đều lên trên cái đài truyền hình nên ông nói Bitcoin là vàng điện tử Bitcoin là một cái công nghệ đem tầng lớp đem tiền tệ lên một cái bậc cao hơn Ông nói Bitcoin làm gọi là làm đem được tự do tài chính cho lo, lo, loài người vân 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 và nó sẽ có ở đây cả bao nhiêu trăm năm vân vân và vân vân. Đây là một người ông CEO lãnh đạo thế giới mình. Lãnh đạo thế giới, một nền tảng 10.000 tỷ, bạn hình dung ra 10.000 tỷ không? 10.000 tỷ nếu người biết là ông Phạm Nhật Vượng là giàu nhất Việt Nam này. Ok. Ông Phạm Nhật Vượng mà so với 10.000 tỷ Larry Fink, đúng không? thì là giống như một con kiến và một con voi. So sánh là như vậy. và cái lời nói của ông á nó rất là có giá trị. thì đó có những cái tài liệu khác nữa có những ông tỷ phú đô la này tỷ phú đô la kỳ lên nói về cái etf sẽ được công nhận có mình đã làm tài liệu cho bạn cho những cái phát trực tuyến trước, trước rồi. Nhưng không chỉ vậy. Bây giờ ETF có công nhận hay không? Nhưng bạn phải biết là tháng 4 năm 2014 số lượng Bitcoin sẽ được giảm đi 50%. Ngay bây giờ những người miner, lời nhuận của người ta mỗi mỗi lần người ta đào ra được một đồng Bitcoin như vậy á, người ta tốn rất là nhiều năng lượng điện, đúng không? Mỗi đồng Bitcoin ngay bây giờ người ta có thu nhập, có lời, nhưng lời không được bao nhiêu. Ngay bây giờ là người ta đào ra được 6.25 Bitcoin Tới tháng 4 năm 2024 Số lượng 6 chấm mấy sẽ được giảm đi 50% Thì nó mỗi mỗi 10 phút á Ok, mình tính chung một ngày đi Một ngày ngay bây giờ Tất cả những người đào Bitcoin trên toàn cầu Là đào được 900 đồng Tới tháng 4 2024 Thì từ 900 đồng sẽ còn 450 Và nếu mà ngay bây giờ Và mỗi đồng Bitcoin người ta lời vài ngàn Đúng không? Nếu mà cái giá Bitcoin không tăng được từ lên cỡ 50 ngàn, 60 ngàn á, thì tất cả những người đào Bitcoin sẽ phá sản. Bởi vì bởi, uh, bởi bởi vì ngay bây giờ là mình lời được rất là ít, ngay mình rồi rất ít. Nhưng mà chuẩn bị tới đây, mình biết cái năm 2024 này, số lượng mà thu nhập tiền của mình thu nhập vô là được á, giảm đi 50% sao mình sống nổi. Thì người ta biết, tới một cái lúc nào nó siết và giá nó sẽ bung lên thì những người miner mới còn tồn tại và nếu mà mà bạn nghĩ bao nhiêu nền tảng đã rót bao nhiêu triệu, triệu 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 đô la tỷ 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 đô la vô những cái cái những cái công ty đào bitcoin vừa rồi nhà băng này nhà băng nọ fidelity những công ty ngàn tỷ mua cổ phiếu cổ phần đúng không cổ phiếu cổ phần của công ty đào bitcoin cổ phiếu cổ phần của Michael strategy là một công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới tại sao người ta đầu tư cả nghe cả bao nhiêu uh, nghe uh, chiều đô bao nhiêu uh, bao, bao nhiêu tỷ tỷ, tỷ, tỷ tỷ vô vô nó